talking cat, a talking dog, a talking bird. All right. So basically, usually khi mà mình bỏ ing vào một trong một cái verb, thường nó sẽ biến thành một cái adjective. Okay. Okay. Now mình sẽ thấy nè. A cunning fox là một con fox khôn ngoan, con cáo. Một con cáo thông minh quỷ quyệt. Okay. A cunning fox. Right? A cunning fox. All right. Rồi bây giờ mình sẽ nhìn vào hình như ABC, nếu mà người mà đeo op á, post link lên nó cho post đó. Rồi bây giờ mình nhìn vào trong cái box ha. A caring nurse là một người y tá đầy tình thương. Okay. A caring nurse. Rồi an interesting book. Okay, một quyển sách rất là hấp dẫn. An interesting book. Loving parents. Những người cha mẹ đầy tình thương. Loving parents. Matching clothes là quần áo tiệp màu. Okay, quần áo nó giống nhau. Ví dụ như mình mặc áo màu cam, giày của mình cũng màu cam thì nó gọi là matching outfit. Okay. Matching clothes có nghĩa là quần và áo đều làm cùng một loại vải, hoặc là cùng một màu, hoặc là nó có những nét tương đồng thì nó gọi là matching clothes. Okay. A smiling face là khuôn mặt tươi tắn, gọi là a smiling face. Hoặc là cái này nó cũng gọi là a smiling face. Nhớ mấy cái icon mà mình post lên như vậy, nó cũng gọi là một smiling face. Okay. And then mình ngó qua bên, mình sẽ thấy một cái thằng nó đang đeo cái mắt kiến, nó ngó lên mặt trời. Okay. Thì mình sẽ thấy cái chữ gì? Dazzling sunshine. Okay. Dazzling. Dazzle. Okay, nó từ cái động từ dazzle mà ra. Okay, thì bây giờ nó biến thành một cái adjective, nó kêu là dazzling. Okay. Dazzling sunshine có nghĩa là cái sunshine nó làm cho mình lóa cả mắt. Okay. Lóa cả mắt đi. Nó kêu là dazzling sunshine. Chat nhầm khung gì? Có chat cái khung gì đâu mà chat nhầm khung trời. Điên à? You crazy? Tôi nói là cái đó nó giống như là một cái smiling face. Học hành mà dọ không hiểu à? Chắc là cái con bé đó nó không hiểu tiếng Anh à. Okay. Okay, rồi. Bây giờ mình ngó xuống cái box kế tiếp. Okay. The box kế tiếp nó nói là some adjectives and in ly. Okay, có những cái adjective nó tận cùng bằng chữ ly. Right? Okay. A costly diamond ring. Okay. A costly diamond ring. Có nghĩa là một cái nhẫn hộp sàng rất là mắc giá. Chữ trong đây nó có chữ costly. Okay. Costly là một adjective. An elderly woman. Một bà già. An elderly woman. Một người đàn bà lớn tuổi. Okay. Elderly here. Nó miêu tả cái bà già đó. Cái người đàn bà đó. Okay. Elderly. Nó tận cùng bằng ly. A lively kitten hoặc là kitten, một con mèo con năng động, nó kêu là a lively. Life là sống đúng không, mà một cách sống động thì là có nghĩa là năng động đó. Okay. A lively kitten. A lonely boy. Okay, một đứa trẻ cô độc. A lonely
boy, a lovely girl, một đứa bé gái dễ thương. A weekly magazine, okay, magazine là quyển tạp chí. A weekly magazine có nghĩa là cái quyển tạp chí này nó chỉ được phát hành một tuần một lần, okay, một tuần một lần thôi thì nó gọi là a weekly magazine. A daily newspaper, a daily newspaper. Okay. Tôi thấy mọi người hay đọc cái chữ này là chữ daily, okay? Nó là chữ day, long a sound, and then ly, okay? Daily, okay? Daily. Chứ nó không phải là day, day, okay? A daily newspaper có nghĩa là những tờ báo nó được xuất bản mỗi ngày thì nó gọi là a daily newspaper. And then you look to the right, you see a man, right? He is a police officer. Okay, he is a police officer. And how do you describe this man? A friendly. Friendly again is an adjective ending in ly. It describes the police officer. So we say a friendly police officer. Okay, a friendly police officer là một người cảnh sát thân thiện. Okay. Now look at grammar help. They're saying many adverbs also end in ly. Nó nói là có nhiều cái adverb nó cũng tận cùng bằng ly, cho nên đừng có lầm nó. Okay, đừng có lẫn lộn nó. How do you know? Memorize it. Okay. Lỡ mà mình come across something mà mình biết nó tận cùng bằng ly nhưng nó không phải là một adjective, mình learn, mình memorize đó. Okay. Here we go. Here are some adjectives with the ending able, all, and, able, ish, and us. Okay. Nó kêu là có những cái adjective tận cùng của nó là able, all, and, able, and ish, and us. Okay. Khi mình nhìn thấy những cái ending như thế này, most likely it's gonna be an adjective. Okay. Like what? Like broken chair. Xem cái chữ broken là bị gãy. Okay, a broken chair là một cái ghế gãy. Thì mình thấy là nó end bởi chữ en này. Broken. A famous pop singer. Một ca sĩ nhạc pop nổi tiếng. Famous. Okay, famous. Childish behavior. Hành động như con nít. Okay, hành động giống như behavior, thái độ y chang con nít, cách ứng xử giống như con nít, thì nó gọi là childish behavior. And then we look at a comfortable chair, một cái ghế ngồi mà nó cảm thấy ấm cúng, thoải mái, thì nó gọi là a comfortable. Now again, we have the adjective comfortable. Okay, you see there? So comfortable is an adjective ending in able, right? We have a comfortable chair. And then next one, we have dangerous. What kind of place? A dangerous place. Okay. So dangerous describe the place. The place is not safe. This place is dangerous. So we call a dangerous place. Là một cái nơi nguy hiểm. A foolish act. A foolish act. Bạn nhớ nè, khi bạn đọc cái chữ foolish này cho hay đó, bạn nhớ là bạn phải đọc cái chữ ly ra trước khi bạn đọc chữ s. Ly sh. Foolish. Okay. Đừng có đọc là foolish. Chưa gì đã nhảy ra chữ sh rồi đó, thì cái chữ đó nó không còn hay nữa. Đừng có đọc là lish, 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 mà phải đọc ra chữ ly trước. Okay. Foolish. Foolish. Okay. Foolish. Cái đó là cái sự khác giữa một người native và một người học tiếng Anh, nhiều khi phân biệt ra được những cái sự khác biệt nhỏ nhỏ như thế. Accent. Okay. Rồi mình có cái chữ horrible. Right? Horrible
smell có nghĩa là một cái mùi gì khó chịu á, gọi là horrible, mùi gì khủng khiếp. A horrible smell. A lovable koala là một con koala dễ thương. Okay, a lovable, lovable là đáng yêu đó. Okay, lovable. A national costume có nghĩa là một một cái costume là một cái trang phục mà dành nó là biểu tượng của cả nước thì nó gọi là a national costume. So Vietnamese national costume would be what? Vietnamese national costume would be áo dài. Không à? Are you sure? It is. Yes, it is for the southern. See, for miền Bắc nó có áo tứ thân, for miền Nam nó có cái áo bà ba. Okay, áo dài is like for miền Trung. Remember that. Áo dài is actually came from miền Trung. Áo tứ thân came from miền Bắc và áo bà ba came from miền Nam. Okay. A poisonous snake, một con rắn độc. Okay, a poisonous, poisonous. Đấy, nó end bởi chữ s. Okay. Now we're gonna go to exercise one. We add the correct endings to turn these words into adjectives. Okay. Chúng ta hãy cộng những cái ending làm sao mà để biến những cái từ sau đây thành một adjective. Rồi. Chúng ta có chữ y, full, less, and all. Okay. Now, peace là an bình, bình an. Khi mình biến nó thành peace what? Peaceful. Okay, peaceful. Right? And then we have number two. We have storm. Storm là bão. Khi mình muốn biến nó thành một cái adjective, mình cộng thêm chữ y vào. Nó thành stormy. Okay, stormy. Number three. If we want to add something to it to make it an adjective, it will become mud. Okay. Nếu đằng trước của cái chữ tận cùng đó, nó là một cái vowel thì mình phải double nó lên. Okay. Muddy. Number four. Forget. Forget what? Đúng rồi, mấy cái này mình phải học, học và mình nhớ. Forget what? Forgetful. Okay. Forgetful. Nope. Nó không có quy luật gì hết. Phải học. Forgetful. Nó giống như là một chữ vậy đó. Mình không cần phải nhớ, mình chỉ cần nhớ thoang thoáng để khi mình đọc bài mình biết ồ đây là một adjective. Vậy thôi. Okay. And then spot, mình sẽ có là spotless, đúng không? Spotless có nghĩa là không có một cái gì bẩn, dơ bẩn hết. Nó gọi là spotless. Okay. Dirt, mình bỏ thêm y vào nó thành dirty. Okay, dirty có nghĩa là rất là dơ. Music, musical có nghĩa là cái gì đó nó có tính chất âm nhạc. Mình kia mình nói một cái gì đó ồ nghe như là nhạc vậy đó ha. Ống chửi như là ống hát vậy đó. Đó, thí dụ mình nói ống chửi như là ống hát thì mình sẽ nói là he's cussing. He's cussing có nghĩa là những câu chửi của anh ta. He's cussing sound very musical. Okay. Những cái lời chửi của anh ta nghe rất là du dương êm ái như là nhạc vậy đó. Okay. His cussing sounds very musical. Okay. And nation, nation nhưng mà khi mình cộng chữ al vào thì nó sẽ thành là nation. Okay, national. Okay, national. And then we have dust, dusty. Okay. Play. Chúng ta sẽ biến nó thành playful.
Alright. Đa số chắc mọi người cũng biết hết mấy từ này rồi ha. Mới nãy nói xong rồi cái chữ full là sao? Có double L không? Chữ full có bao giờ có double L không? Never. Never. Ok. Đó là lý do tại sao người ta kêu là add có mỗi cái từ là FUL thôi. Ok. Lovely and lovable có khác nhau không? Khác nhau. Ok. Lovely là nó theo một cái đáng yêu. Lovable là mình nhìn đáng yêu. Thí dụ mình nói là ô nhìn con mèo này dễ thương quá nhỉ. Đó, nó là cái chữ lovely. Ok. Nhưng mà mình kêu là look at the cat, it's so lovable. Có nghĩa là nhìn con mèo là muốn ôm nó rồi. Ok. Còn đáng yêu, dễ thương thì mình chỉ nhìn để mình ngắm thôi. Nhưng mà lovable có nghĩa là mình muốn vuốt ve, muốn mơn trớn nó, muốn ôm nó vào lòng thì người ta sẽ nói là lovable. Nhưng mà khi mình nói love lovely á, chưa chắc là mình muốn ôm, chưa chắc là mình muốn vuốt nó. Exercise 2, they said 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái ending mới. Ok. Win. Chữ win thì khi mình muốn biến nó thành một adjective, mình sẽ cộng y vào trong nó. Windy. Ok. Người nào bị nghe giật có nghĩa là cái internet của người đó dởm. Ok. Number 2, gold là goldy. Ok, goldy. Golden. Ok, goldy và golden. Golden thì là màu vàng. Ok, golden. Golden là màu vàng. Goldy thì thí dụ như là cái từ lóng á, mình nói chữ goldy á thì nói về vàng á, cái gì mà có tính chất vàng á thì nó kêu là that's goldy. Ok. Nhưng mà probably it's nó là cái casual term để mình nói ở ngoài ha. Còn khi mình dùng cái chữ golden nó là màu vàng. Ok, golden màu vàng. Hoặc là mình nói là những cái ngày tháng vàng son của một người nào đó thì mình kêu là the golden day. Ok, golden day. Now, cái chữ goldies thường thường người ta hay nói như vậy nè. Goldies. Ok. Alright, the golden days là những ngày tháng cũ mà vàng son á. Ok. Nó không phải là số nhiều, nó đã là adjective thì làm sao mình gọi nó là số nhiều được. Đúng không? Yeah. Nhưng mà người ta add như vậy đó. Thường thường người ta nói là oldies, goldies. Ví dụ người ta nói như vậy đó. Rồi mình có cái chữ số 3 là friend. Friend thì nó là friendly, là thân mật. Okay. Friendly. Rồi mình có chữ rat. Chữ rat này ấy, nó sẽ là rotten. Ok, rotten. Rotten có nghĩa là bị hư thối. Ok, rửa. Alright. Danger, dangerous. Hồi nãy mình học rồi. Fool, foolish. Hồi nãy mình cũng học rồi, đúng không? Có nghĩa là khờ khạo, ngu ngốc. Foolish. Charming. Charming có nghĩa là dễ lôi cuốn người ta, gọi là charming. Number 7, charming. Number 8, childish. Ok, childish. Childish. Lovable. Ok, or lovely. Ở trong đây mình không có able mà mình chỉ có ly thôi, cho nên mình là lovely. Ok. Mình có nói là loving được không? Can you say loving? Can it be an adjective?
Loving có phải là adjective không? Yes. Yes. Okay. A loving. A loving what? A loving something. Để coi a loving gì. A loving parents. A loving parents. No, we don't say a loving parents. We don't say a loving boy. But we're saying love á, nó là yêu đúng không? Thì khi chúng ta bỏ thêm ing, thường thường cái động từ mà được bỏ thêm ing ấy, nó sử dụng như một adjective khi nó có một cái mục đích gì đấy. Ví dụ mình nói a loving act, okay, a loving act, đấy là một hành động yêu thương, a loving act, okay. Nó tùy vào cái chữ nào mà mình tả nhé, nhưng mà mình lại không nói là a loving boy được, hoặc là a loving parent, mình cũng không nói như thế được nhé. Nhưng mà nếu mình nói a loving act thì được. Một hành động mà nó tỏ ra cái sự yêu thương của mình đối với người khác thì nó gọi là a loving act. Ok. Alright. Rồi thì tớ mới giải thích ra cho nghe rồi đấy. Thí dụ bây giờ mình nói a loving boy thì nó đâu có nghĩa, đúng không? Không, a loving act. Thí dụ bây giờ cái hành động mà tớ múc cơm đút cho một cái người mà không có tay, không có chân gì cả, tớ cầm cái muỗng lên tớ đút cơm cho người đấy, thì cái đấy gọi là một loving act, có nghĩa là một hành động mà đem lại sự yêu thương. Understand? Sao trong sách nó ví dụ là loving parents. Sách ấy thì nó diễn tả về parents ấy, nó cũng có thể nói là loving parents, bởi vì những người cha mẹ này mang lại sự yêu thương cho con cái thì cái đấy tả được. Ví dụ nói chung là khi mình mang một cái sự yêu thương nào đến cho một người khác ấy thì nó sẽ dùng cái chữ loving này được. Còn nếu mà mình diễn tả cái người đấy nhìn đáng yêu hay đáng thương hay gì đấy thì mình không có nói a loving được. Ok. Giờ bây giờ mình sẽ đi qua một cái chữ khác, đấy là chữ interest. Interest. Interesting. Ok, interesting. Ok, cái chữ này thì ai cũng biết này, đa số. Rồi, bài học của chúng ta hôm nay đã hết. Chúng ta học được 36 phút. Bây giờ chúng ta đi qua bên phòng của Minh Tâm, coi Minh Tâm có lên mic chưa. Thôi, đủ rồi. Học nhiều quá không nhớ. Học bao nhiêu đấy thôi rồi nhớ rồi mai mốt. Bài tập về nhà là đi tìm thêm nhiều các adjective khác mà cũng ending bởi chữ y, chữ for, chữ less, chữ or, rồi chữ end, in, rồi ish, rồi us, rồi ly đi. Ok. Đấy đấy bài tập đấy. Tìm cho tớ. Bây giờ bà muốn tìm bao nhiêu từ, 100 từ hay là 50 từ? Ừ. Muốn tìm bao nhiêu từ? 100 từ hay là 50 từ? Đấy cái tội. 200 từ luôn à? Náo toét. Không, không có học tiếp. Về nhà làm bài tập đi rồi lúc đấy rồi mới mới hạ hồi phân giải, học cho lắm mà không chịu practice thì cuối cùng cũng tắm ở chuồng. Chẳng làm được gì cả. Chả có adjective nào mà người Mỹ hay dùng cả. Đi về đọc sách đi.
Ở ngoài đời bọn tớ hay dùng cái từ awesome là một adjective này. Ok. Awesome. Và hoặc là mình nói awesome là một adjective, ok. Great cũng là một adjective. Ok. Cool cũng là một adjective. Right. Đấy, mấy cái từ đấy người ta hay nói lắm. Còn lovely người ta cũng hay nói. Lovely. Lovely nó cũng có nghĩa là awesome, nó cũng có nghĩa là great, nó cũng có nghĩa là cool, ok? Nếu ai nói cho mình cái gì đấy mình okay. Lovely. Ok. It means good, cool. Không không ạ, ít người nói wonderful. Đa số họ nói mấy cái chữ fantastic. Yeah, fantastic cũng là một trong những cái adjective mà người ta hay dùng, ok? Nice. Nice thì thường thường mấy đứa boring nó hay dùng chữ nice. Ok. Mấy người mà cool á, thì người ta hay dùng chữ awesome. Alright. Terrific á, thì tớ ít dùng lắm, tớ chẳng biết, chẳng mấy cái người hay học tiếng Anh thì hay dùng cái chữ đấy. Perfect. Perfect thì nó không có một cái vẻ vui trong đấy. Perfect thường thường nó khen mà theo cái kiểu được việc cho nó thì nó khen thế. Perfect. Perfect. Ok. Thì cũng dùng ấy. Nhưng mà tôi thấy cái chữ awesome là dùng nhiều nhất. Rồi có một cái này nó cũng không có phải là một adjective mà người ta cũng hay dùng, đấy là sounds good. Ok. Sounds good. Sounds good. Sounds good. Nếu mình đồng ý với ai một điều gì đấy, hoặc là người ta nói cái gì đấy mà mình đồng ý, mình công nhận điều đấy là tốt, thì mình sẽ là sounds good. Sounds good. Ok. Sounds good. Sounds good. Perfecto hả? Perfecto là cái lũ Vietnamese nó nói như thế, ok? Nó là tiếng của người Mexican, nó là tiếng Spanish, ok? Perfecto, ok? Perfecto là tiếng Spanish, nó cũng đồng nghĩa với chữ perfect. Đấy, trong tiếng perfecto. Đấy, tiếng Spanish nó viết như thế đấy, perfecto. Tại vì người Mỹ mà dân mà ở California đây nó biết nói tiếng Spanish nhiều lắm. Bởi vì đất của California hồi xưa là đất của người Spanish, người Mexican. Ok. Thôi bạn đừng có xạo nhé, bạn sao bạn biết mình dạy hay? Đừng có bợ đít nhá. Rồi Ồ, nghe giọng tớ hay à? Ồ, từ xưa thì ra là tớ nghĩ là đúng. Lúc nào tớ cũng tưởng là giọng tớ hay. Bây giờ có người nói là giọng tớ hay thì đúng thật là giọng tớ hay. Cảm ơn nhé. Ok. Cuốn hút à? Bạn có nghe cái bạn mèo gì chưa? Bạn ấy nói là không hiểu tại sao mỗi lần em nghe thầy giảng bài em rất là hồi hộp, run run, nhưng mà lại em cứ thích nghe cơ. Đấy, em rất là hồi hộp và run nhưng mà em lại thích nghe. Đấy. Không, tớ không biết là tại sao con người của chúng ta lâu lâu cứ thích gọi là cái thú đau thương nhỉ. Đấy là người người con người mình sinh ra trên đời lúc nào cũng như thế, thích thú đau thương. Hôm nay cái Power Talk Express của trên này nó bị gì nhỉ? Sai mãi rồi nó mới vào được.
mà bây giờ hết rồi. Bây giờ nó cũng được vào rồi này. Không biết, tớ đang đi vào để tớ coi. Thì cả con có nghe Minh Tâm trên mic không? À, bây giờ ai còn cái nick bên đấy mà không bị mute nào? Cái giọng thật của tớ là giọng tớ đang nói này, không lẽ giọng tớ giọng robot à? Giọng tớ nói là giọng người đây, kêu là giọng thật với giọng giả gì? Tại vì tùy lúc thôi. Hồi xưa tớ bị té đập đầu xuống đường ấy, cho nên nhiều khi một phần não, cái vùng mà não mà nó phụ trách cái phần language ấy, có khi nó nói giọng này, khi nói giọng kia, tùy vào lúc nó đụng chạm vào cái dây nào nó nói dây đấy. Khổ quá. Nếu mà mình nói chuyện không hay thì bạn đâu có lắng nghe mình, cho nên là phải phải nói chuyện cho hay. Tớ đang đi vào này, tớ coi con mụ Minh Tâm mụ ấy có đi lên không. Nếu chừng nào mụ ấy thấy mụ ấy trên mic á thì mình mới bắt đầu mình khủng bố mụ ấy được. Ồ, mụ ấy đang làm nhảm à? Ok, rồi, được rồi ấy, làm nhảm thì được rồi. Rồi bây giờ bắt đầu nhá. Tớ làm thơ, tớ post ra có bao nhiêu người đang ở bên đấy đây, giơ tay lên cho tớ coi thử này. Ủa sao tớ đi vào mà tớ không nghe gì cả? Không không, người nào mà không bị mute cơ. Ủa sao sao tớ vào mà tớ không nghe gì thế?